Đây là chúng ta học Phật cần phải biết. Tổ chức siêu độ đại quy mô có hiệu quả hay không? Không thể nói chẳng có hiệu quả. Cái quan trọng nhất là người chủ pháp. Người này làm chủ pháp siêu độ, nếu họ có tu, có chứng, thì cái lực lượng đó rất hiện rõ. Anh xem thời xưa Lương Võ Đế, Lương Hoàng Xám là xuất xứ như vậy mà ra. Lương Võ Đế rất thương người vợ thứ, cũng là tạo tác tội nghiệp, đọa vào trong ác đạo. Lương Võ Đế là đại hộ pháp trong Phật môn, thỉnh cầu Bửu Chí Công đến làm chủ pháp hội siêu độ. Về sau ghi chép lại thì gọi là Lương Hoàng Xám. Trong phần lời tựa của Lương Hoàng Xám đã ghi rất rõ ràng, Bửu Chí Công là Quan Thế Âm Bồ Tát hóa thân, đem người vợ thứ của Lương Võ Đế từ ác đạo siêu độ sanh lên cõi trời Đao Lợi. Loại chuyện như vậy chúng tôi trong chuyện ký nhìn thấy rất nhiều rất nhiều. Người chủ pháp phải có tu có chứng. Hiện nay nói đến người có tu có chứng đã không có. Cho nên tôi một đời chẳng dám làm Phật sự siêu độ. Tôi chẳng có cái khả năng này, chẳng có cái đức năng này. Hàng quán trưởng chúng tôi đối với việc này rất coi trọng, tôi cũng không phản đối. Xưa kia hàng anh quán trưởng chúng tôi có một ngôi đạo tràng, chúng tôi thành tâm thành ý mà làm, với tấm lòng chân thành thì được cảm ứng. Cho nên trước kia trong thư viện mỗi năm có làm pháp hội siêu độ 3 lần. Bình thường chúng tôi thì giảng kinh niệm Phật, tuy rằng không đạt đến tiêu chuẩn của thời xưa. Thời xưa là 8 tiếng giảng kinh, 8 tiếng niệm Phật, chúng tôi làm không nổi. Hiện nay chúng tôi mỗi ngày giảng kinh 1 lần, giảng 1 tiếng rưỡi. Trong nội bộ đồng tu cũng có 1-2 tiếng để nghiên cứu thảo luận, miễn cưỡng cũng có thể được. Niệm Phật chúng tôi đều phải cầu không gián đoạn. Cho nên mỗi năm vào tiết Thanh Minh Trung Nguyên đồng chí, chúng tôi làm pháp hội tam thời tế tổ. Chúng tôi cúng tế tổ tiên, không cần anh đến đây để viết bài vị. Bài vị chúng tôi sớm đã viết xong rồi. Chúng tôi viết là bá tánh tổ tiên nhất luật bình đẳng, cho nên chúng tôi cúng dường bài vị là bài vị bá tánh tổ tiên. Bài vị nhỏ là chiếu theo trăm họ mà viết lên. Cách làm của chúng tôi là bình đẳng, chẳng phải là bài vị lớn thì lấy bao nhiêu tiền, bài vị nhỏ thì lấy bao nhiêu tiền. Không phải vậy, điều này anh muốn đem tiền đến thì tùy hỷ, chẳng có miễn cưỡng, cũng chẳng có quy định gì. Trong quỹ hội của chúng tôi hoàn toàn là không nhận tiền, cúng dường cái bài vị này 1 đồng cũng không nhận. Một năm chúng tôi làm 3 lần pháp hội. Bởi vì đời cận đại, cái xã hội động loạn này, người tử nạn đã quá nhiều. Mỗi tháng chúng tôi làm 1 lần 3 tam thời hệ niệm, thành tâm thành ý siêu độ trong tháng này cho tất cả những oan hồn đã tử nạn. Đây là đạo tràng của chúng tôi, hiện nay phụ thêm mà làm. Hy vọng quý vị hiểu rõ sự thật và lý luận của siêu độ. Có làm còn hơn là không làm. Chỉ cần tận tâm tận lực, thành trong tâm thành khẩn, nhất định sẽ có cảm ứng.